Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Đoàn Du học Đức của mình. Hôm nay buổi tối bọn mình lười đồ ăn ấy, thế là mình mới đi mua mấy cái đồ. Here we go. Thì mình có đi ra siêu thị ấy, mình mua gần đây cho các bạn. Thì về ăn cho nó nhanh thì buổi mình có mấy cái sushi này nó bán rất là cũng rẻ thôi. 6 đồng 83 chắc là khoảng không biết nữa, khoảng 180.000 ở Việt Nam một hộp này thôi. Với lại một hộp nhỏ này khoảng 100.000 nữa thôi. Với mình có hai cốc rượu đỏ. Cái này là smoothie là xoài, còn cái này là smoothie strawberry. Còn mình có một hộp kim chi ăn cùng, cái này cũng mua ở cửa hàng châu Á luôn, nó bán 2 đồng một hộp như thế này, khoảng năm hơn 50.000 thì Việt Nam. Euro bây giờ mình nghĩ là khoảng 20 mấy, 28. Thì bây giờ bọn mình sẽ ăn uống rồi tâm sự với cả nhà một chút cho vui nhé. Cái sushi này nó cho sẵn cái xì dầu rồi các bạn ạ. Cái xì dầu với lại wasabi với cả gừng kiếc là nó cho sẵn hết rồi. Thì bây giờ bọn mình sẽ ready to eat. Chill, mình bảo là ăn xong sushi xong rồi ăn uống xong cái smoothie thì uống rượu đỏ nữa xong đi ngủ. This is like cucumber inside. Cái này nhỏ nhỏ xinh xinh cho một cái cucumber và cái dưa leo vào. What? No. How do you think about the quarantine here in Germany? It's as dumb as it is in the US. Có lần dịch cơ này không? Ông ấy bảo là anh bảo cách ly ở Đức cũng hầm hầm như kiểu cách ly ở Mỹ. The quarantine Vietnam may be the best. No, I think Yeah. Mình bảo là cách ly ở Việt Nam chắc là tốt nhất. But babe, you have been here for now it's 4 days so. and you have sushi, everything at the best level. So what are you talking about now? I'd rather be able to be allowed to go outside. But inside you have good food. I could Everything's go outside good. and get good food too. So you don't want to stay inside with me? No, I want to stay with you. I just want to be able to go outside with you. Okay. Mình bảo đây anh ở đây với em Staying cách inside ly all the time is boring. anh cũng được ăn sushi cũng được phục vụ tận răng tận mồm nhưng còn kêu gì. Anh ấy bảo là nhưng mà đi ra ngoài vẫn thích hơn, thì anh đi với em hai người đi cùng với nhau linh ta hành tinh thì ra ngoài vẫn vui hơn ở trong nhà suốt. Yeah, that's right. Thì anh ấy phải cách ly 5 ngày tính từ cái ngày thứ hai mà mình đến nước Đức các bạn. So you have to stay in quarantine and this quarantine is counted from the second day you arrived in Germany, or yeah, the next day after the arrival of your flight. Is that what they said? Oh, well, then I guess so. Babe, you have to share something. Share You what? read it yesterday Did I? I on the on the website and you told me that. You forgot that? don't recall that. Rõ ràng qua ông này ông đăng ký cái xét nghiệm. Tại vì ấy, cái xét nghiệm mà sẽ phải tiến hành sau 5 ngày, 5 ngày nhưng mà tính từ cái ngày ngày sau cái ngày mà ông đến chứ không phải là ngày đầu. Xong là anh ấy đăng ký xét nghiệm rồi. You have already registered for the test in the airport. And how much does it cost you to pay for the test? Minimum of 60 euros, 70 euros if you don't want to wait a whole day to get your results, or even more if you want a super speedy result. How much? 70 or 79? Oh, you're right, I think it was 80. So, 79 euros, So 60 80. euros. Thế là 60 euro nếu mà là cái rẻ nhất. Thì xét nghiệm thì trong how many hours that do we have to wait if we pay 60 One euros? 60 sixty euros. twenty four hours. Thì mình sẽ mất 24 tiếng để đợi cho vào cái cách ly mà 60 euro ấy. Còn 80 euros for how many hours that we have to wait for the result? 12 if we do it before 3 p.m.
Okay. Otherwise, we get the results the next day. Mm-hmm. So, if you do before 12. What? For 80 euros, so if we do the test before 3 p.m. 3 p.m. We yeah. get the results within 12 hours. Mm-hmm. Thì cái mà 80 euro á, thì mình sẽ nhận được kết quả xét nghiệm là 12, sau 12 tiếng. Nhưng mà mình phải xét nghiệm trước 3 giờ chiều của cái ngày hôm đấy rồi. Còn nếu không thì mình sẽ nhận kết quả ngày mai. Ngày tiếp theo. You like kimchi? Mm-hmm. Hỏi anh có thích ăn cái kim chi này không? Anh bảo có. Say kimchi rất ngon. Kimchi rất ngon. Mm. What does it mean? Kimchi is very tasty. That's right. You see, I'm so good to you. Mm-hmm. It's true. I went to supermarket, carried a lot of stuff, and you stay in quarantine. She insisted I don't go with her. Thì cái cách ly ở Đức này nó buồn cười lắm các bạn. Mình với anh ở chung với nhau. Hai người mà nó cho mình ra ngoài mà what you doing? You're drinking my smoothie. I just wanted a taste. It's good. Mm-hmm. À, mình bảo anh tại sao anh uống của em, anh bảo uống thử rất là ngon. Thì bình thường hai người ở quarantine, nếu mà anh nhiễm thì mình cũng nhiễm, nhưng mà mình lại được đi ra ngoài mua đồ ăn, làm cái gì làm, đeo khẩu trang. Nhưng mà ông này lại không được đi ra ngoài. Ông này ra ngoài là bắt được là sẽ phạt tiền. Nó xem cái hộ chiếu. I said, so quarantine in Germany is a little bit weird because so anyway, so I can go out to do shopping, I can go out to do things, but you have to stay in quarantine. And if you get COVID-19, I will get it as well, definitely. So I think it's very contradicting. Yeah. Thì nói chung là mình nghĩ là nó rất là vô lý ấy. Tại vì nếu như mình nhiễm ấy, thì anh nhiễm mình nhiễm thì cũng khả năng mình sẽ có khả năng lây truyền cho người khác. Nhưng mà nó lại bảo mình được đi ra ngoài mà anh ấy lại không được đi. Thế thì mình cũng chịu thôi các bạn ạ. Vậy nên là cái tỷ lệ lây nhiễm nó không ngừng không giảm là thế. Not mine. Spicy. Oh, that's good wasabi. Apparently just took a minute to mix in and kick in. And then you complained it wasn't so spicy in the beginning. Oh, apparently it didn't mix in that well. Mm. Now it's mixed in. Whatever. Like good stuff. Ăn phải miếng wasabi kêu đã kêu là cay quá. Thế mà lúc đầu bảo là wasabi không cay lắm. Cái loại này loại nhẹ. Đấy, cho ăn cho biết mồm. You want to try some? Strawberry? Mm-hmm. Strawberry banana. This one's so good. Mm-hmm. Cái smoothie này là dâu tây với này chuối nó mix nó trộn với nhau rất là ngon. Nói chung là cái này mình uống rồi mà không mình mua nhiều flavor, nó bán cái loại smoothie làm sẵn này. This smoothie I also bought in flavor, so they are prepared smoothie. I'm not so expensive, only 1 euro for each bottle. Mm-hmm. Mình mua có một đồng một lọ thôi. Có 28.000 tiền Việt Nam một nọ thôi. Còn rẻ hơn trà sữa Việt Nam mà. Mình mua trà sữa. Nhưng mà các bạn biết làm sao? Mình đi vào cái quán trà sữa đấy. Thì nó không nhận cái tiền, nó không nhận cái thẻ của mình. Nó bắt mình trả tiền mặt. Và cái lúc đấy mình đã hết tiền mặt rồi. Mình bảo là thẻ có được không? Thì nó bảo không được. Thế là mình thôi, mình không mua trà sữa đấy, nhưng mà hôm nay ý định của mình là muốn mua trà sữa để về ăn sushi, mình uống trà sữa cho nó kiểu châu Á. I said, I went to the bubble tea store. I wanted, as I told you, that I wanted to buy bubble tea and eating together with sushi, so it's like Asian meal. But then I asked them if I could pay by credit card, and they said no. I said, okay, because I don't have any
cash with me, and because I bought everything in the Asian market and in the river, and I didn't have anything else, and I don't know where's the spa castle and the bank to go to withdraw my money from ATM, so it doesn't make any sense. As I said, I wanted to go back to the Asian market, but it's like a 1 kilometer far from my place, and I decided to take a train to go home. Thế mình có kể lại câu chuyện như thế. Thì nói chung là mình cũng định vào cửa hàng châu Á để mua cái loại mà nó làm sẵn đóng chai ấy. Mà nó xa ấy, nó cắt một cây thôi, mà đi bộ lại thì nó mệt ấy, để chờ lại cũng khá lạnh ấy. Thì mình quyết định là đi ra bến tàu và đi về. Thì mình mua cái smoothie mấy này. Cái đồ này thôi, thích uống ăn thì hôm nào hết quarantine rồi hai bọn mình đi mua uống sau cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình xin lỗi các bạn thì mình cứ phải dừng ấy, để mình dịch, mình tương tác với này anh người yêu của mình ấy, bởi vì mình không thích anh ấy ngồi một mình cứ nói như này hoài này, thì mình không, anh ấy không hiểu cái gì mình đang nói gì ấy. I said I'm sorry because I have to stop and speak a lot in English, but I have to interact with you as well because you are my partner here. I don't want you to sit here and just listening to what I'm talking to the people audience through the video. It doesn't make sense, you know. I don't want you to be isolated. Thì đấy các bạn ạ, nói chung là mình cái video này cũng chả có gì quá đặc biệt, mà mình chỉ muốn chia sẻ một chút về cách ly ở Đức. Là thì bọn mình ấy cách ly cùng với nhau, thì hai đứa không có đi gặp ai luôn, chỉ còn nhà thôi các bạn. Chỉ có mình thì ra ngoài nhưng mua đồ ăn, thì mua đồ ăn thì mình phải đeo khẩu trang, rồi là nói chung là phải an toàn ấy, thì mình cũng rất hạn chế. Mà từ ngày anh ấy đến đây là 4 ngày mình cũng không có đi ra ngoài đâu các bạn. Mình chỉ có hôm nay mới lại, nói chung mình đi cái một cái gần nhà, nói chung là 2 lần duy nhất thôi. Thì mình sẽ tiếp tục ăn, thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trang đoàn. Kênh của mình còn rất là mới. Thì nói chung là các bạn nhìn thấy là mình đã làm được 2 năm, nhưng mà thật sự không phải là làm YouTube, mà mình thực sự là mình có đăng một số video lên cho vui ấy. Thì cái thời mình đi học ở Saarbrücken ấy, thì mình thấy nó còn rảnh ấy, thì mình làm. Sau đó mình gián đoạn, mình không làm nữa. Xong lên Ziegen thì mình lại đăng một số video lên. Xong mình được một vài video, mình lại thôi mình không làm nữa. Thì bây giờ mình làm lại video ấy. Thì mình không biết là mình sẽ làm được lâu không, nhưng mà mình cứ làm thôi. Mình làm giao lưu vui mẹ, lưu lại những kỷ niệm của mình, cuộc sống của mình nói riêng, và của với người yêu mình này, với nhiều người xung quanh mình nữa. Thì nếu mà đi xa được thì tốt, mà không được thì thôi, cũng coi như là những video kỷ niệm. I said in this video that if they saw on my YouTube channel that I started 2 years ago, but that's not very correct, because I started when I was in Saarbrücken. That time I got so much time, didn't know what to do, and I started it, and after some time interrupted and just dropped, and then I went to Ziegen. I started again, but only for maybe 1 or 2 months. And stopped it again because I had to go to work, and Attendon was so busy for me, and that wasn't possible again. And this time I started again, and I hope I can go very far. And I don't know, I mean, just to try the best to keep it as long as possible, but I can't promise anything, you know. Is this really up to the situation as well? Yeah. Thì đấy các bạn, thì nói chung là mình dịch lại cái mà mình đã nói với các bạn từ trước ấy. Thì tóm lại là cái video này mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhé, và giúp mình chia sẻ video của mình để mình có thêm động lực làm YouTube. Thì bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục ăn đồ ăn. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye. Don't forget to subscribe, comment, share and like my video. Bye. Đừng quên để ủng hộ nhé.